xây dựng xã hội hài hòa, côn minh dân nam, văn hóa truyền thống, hoàng dương phẩm chất truyền thống, diễn đàn phẩm chất truyền thống trung hoa lần thứ nhất tại dân nam côn minh trung quốc, tu dưỡng nữ đức cuộc sống tươi đẹp chủ giảng, tổng tài Lưu Phương. Thời gian: ngày 13 tháng 8 năm 2010. Kính thưa các vị lãnh đạo, các vị đồng nghiệp cùng quý ông, quý bà. Xin chào mọi người. rất cảm ơn nhà tổ chức hội nghị đã cho tôi một cơ hội học tập như thế này đề tài hôm nay tôi báo cáo với mọi người là tu dưỡng nữ đức cuộc sống tươi đẹp thật ra đây là đề tài mà phụ nữ chúng ta phải theo đuổi suốt đời lời nói từ đáy lòng trước khi học tập văn hóa truyền thống Tôi cảm thấy bản thân làm mọi việc rất tốt. Cho nên ba năm trước, cũng chính là lúc thẩm mỹ viện phương tử của chúng tôi kỷ niệm 10 năm thành lập, đã nhận lời yêu cầu của đông đảo các hội viên và nhân viên. Tôi đã viết một quyển sách này tựa là Phận là con gái. Trong đó đã kể lại rất nhiều tình huống trong cuộc đời của tôi thế nhưng càng thông qua học tập và chia sẻ tôi cảm thấy giống như những gì người xưa đã nói đức bì ư thượng tắc tri sĩ càng học tập càng ở cùng với các thầy cô khi so sánh với họ bản thân tôi cảm thấy rất hổ thẹn những gì đã làm cũng chỉ là việc nhỏ không đáng kể cho nên trong thời gian của buổi chia sẻ này Tôi chỉ có thể báo cáo sơ lược với các vị Phận là con gái Trong nhiều năm qua của tôi Làm đứa con gái Làm người vợ Làm con dâu Làm mẹ Như thế nào Bây giờ cũng là mẹ chồng rồi và tôi làm thế nào để xây dựng một doanh nghiệp như vậy? Nói ra thì những gì bản thân tôi đã trải qua cuộc sống vô cùng đơn giản. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông thì về quê làm cô giáo ở trường tiểu học 2 năm. Sau khi về thành phố, làm việc cho một doanh nghiệp hết 20 năm Năm tôi 40 tuổi Vì lý do sức khỏe nên về nhà Lúc đó ông xã liền nói Phụ nữ 40 tuổi nên ở nhà dưỡng lão Tôi cũng cảm thấy như vậy Nhưng mà Mới nghỉ ngơi được vài tháng Sau khi điều chỉnh sức khỏe Tôi còn nói Thật là người trẻ tuổi không nên trải qua cảnh thuận lợi Người trung niên không nên trải qua cảnh nhàn rỗi, người cao tuổi không nên trải qua cảnh trái ngang. Tôi mới 40 tuổi thì giống như mẹ tôi vậy, ngồi ở nhà tôi cũng cảm thấy không cam tâm. Sau này được sự ủng hộ của ông xã nên đã ra bên ngoài xây dựng thẩm mỹ viện Phương Tử, một cơ cấu chi nhánh thẩm mỹ viện. Thoáng một cái đến nay đã 13 năm rồi. Bây giờ những người thân và bạn bè ở bên cạnh tôi và cả những người biết đến tôi. Họ cũng đều cảm nhận rằng không ngưỡng mộ Lưu Phương có được bao nhiêu. Cảm thấy khâm phục gia đình họ nhất chính là sự đầm thấm của vợ chồng họ và gia đình khá là hòa thuận vui vẻ. Tôi và ông xã là từ bạn học thành vợ chồng. Sau này lại trở thành đồng nghiệp trong sự nghiệp, đã giúp đỡ lẫn nhau suốt 28 năm nay. Tôi cảm thấy rất biết ơn anh ấy, đồng thời cũng vô cùng biết ơn cha mẹ của tôi. Lúc tôi chuẩn bị kết hôn, cha tôi đã nói với tôi ba câu. Câu nói thứ nhất là sắp kết hôn thì phải làm việc nói câu này có nghĩa là gì bởi vì nhà tôi nhiều chị em chị của tôi chị em gái thì chỉ có hai người tôi và chị chị làm lớn hầu như chị đảm nhận hết toàn bộ việc nhà tôi là con gái út ở nhà rất ít khi làm việc lại thêm học tập tốt cha tôi luôn che chở tôi càng tạo nên thói quen không mấy khi làm việc nhà của tôi như vậy cho nên khi kết hôn lời dặn dò đầu tiên của cha chính là phải làm việc nhà đến nay mẹ tôi nghĩ lại còn nói rằng năm đó cha lo lắng nhất chính là đứa con gái này không biết làm việc nhà câu thứ hai chính là đừng gây thêm phiền phức cho người khác câu thứ ba là đừng để người ta cười chê mới đầu tôi còn nghĩ rằng có phải cha tiện thể mà nói như vậy nhưng mà sau này càng ngày càng cảm nhận được sự quan trọng của ba câu nói này mà còn trở thành ba câu nói từ trước đến giờ tôi không dám quên thật sự có tác dụng rất quan trọng đối với cả đời của tôi sau khi kết hôn, tôi ở nhà chồng cũng có vài sự việc như vậy. Việc thứ nhất là chúng tôi kết hôn được 3 tháng, ông xã tôi được điều động đi công tác. Anh ấy đã làm việc 6 năm ở cơ quan cũng là một nhân viên bình thường, kết quả là sau khi kết hôn, bản thân anh ấy cũng nguyện rằng nhất định phải gánh vác gia đình này, rất là cố gắng chưa đến ba tháng cấp trên liền điều anh ấy đến phòng hành chính làm việc mà công việc cũng tương đối bận ở phòng mua bán vào tháng thứ sáu cha mẹ chồng của tôi cũng dọn ra ở nhà mới nhà lúc đó chỉ còn lại hai vợ chồng chúng tôi sau đó qua năm sau nữa chúng tôi đã có một đứa con mới đầu nói thật là nhà tôi cũng không có việc gì nhiều nhưng từ khi có con tôi cảm thấy bản thân mình bận rộn vô cùng khoảng thời gian mới sinh con ông xã tôi rất vui mừng liền nói với tất cả mọi người trong nhà mọi người không cần phải lo việc chăm sóc khi ở cử để con lo được rồi nhưng mà mới đến ngày thứ bảy tôi bước xuống giường đi đến khe cửa ngoài hành lang nhỏ tôi thấy hình dáng anh ấy ngồi hút thuốc ở ngoài cửa thì tôi biết anh ấy đang rất buồn bởi vì đàn ông mà họ có sự nghiệp lớn của họ họ ở nhà thì không ở yên được khi tôi phát hiện tình cảnh này rồi tôi cũng không nói gì sau khi ăn trưa tôi đã nói anh xem sức khỏe của em cũng hồi phục được rất tốt con trai của chúng ta cũng rất ngoan không khóc không phá hình như trong nhà cũng không có việc gì buổi chiều anh cứ đi làm đi anh ấy hỏi thật sao tôi nói thật mà sau đó thì buổi chiều anh ấy đi làm từ đó về sau tôi tự nấu cơm giặt tả dọn dẹp nhà cửa Mẹ ruột và mẹ chồng tôi bất chợt đến nhìn thấy tình cảnh như vậy Cũng rất ngạc nhiên Nói như vậy là chẳng có hợp tình Tôi nói không sao, tôi cảm thấy không có việc gì là to tác Thật sự là như vậy Được sự dạy dỗ của mẹ ruột và mẹ chồng Tôi cảm thấy mình học được rất nhiều việc trong thời gian rất nhanh Ví dụ như con trai dần dần lớn lên Những việc nhỏ như ủi quần áo lao giày tôi làm rất chuẩn mẹ tôi nói với tôi người đàn ông đi trên đường đã nhìn thấy được đôi tay của người vợ nếu như con làm việc không được tốt người lớn trẻ nhỏ ăn mặc lôi thôi lít hết thì chứng tỏ người vợ này là một người lười biếng cho nên tôi nghe lời nói này rồi thì cũng không dám sơ suất làm những việc đó cho đến nay, lao giày da cũng là tôi thuận tay thì làm, vẫn luôn làm rất tốt. Nói ra thì con trai trong vòng 2 tuổi cũng thường hay thức đêm. Nửa đêm là thức dậy. Sau này tôi mới biết, có thể tố chất trong cơ thể của con cũng không được tốt lắm. Thậm chí một đêm thức hơn 10 lần. Tôi liền nghĩ ông xã mình thật sự rất bận với công việc cũng không làm phiền anh ấy khi nào con khóc la thì tôi ẩm lên sợ mình không biết con thức dậy cơ bản thì có nhiều lúc tôi toàn là ngồi ngủ để trông con con trai không ngừng lớn lên ông xã tôi cũng bận rộn với công việc tôi nhớ đã nhiều năm nay cho dù ông xã tôi ra ngoài xã giao buổi tối hay là lái xe đi giao hàng hoặc đi về quê chỉ cần anh ấy trở về tôi có thể đợi đến nửa đêm tôi cũng không để cho mình ngủ thiếp đi ngọn đèn trong nhà chúng tôi vẫn luôn luôn sáng rực chỉ cần anh ấy ho chân anh ấy vừa bước lên lầu thì tôi đã nghe được mau chóng ra mở cửa để ông xã vào nhà uống miếng nước nóng canh nóng rồi mới đi ngủ con trai đã lớn rồi khi con trai đã biết đi đã biết ra ngoài dạo chơi thì chúng tôi quy định chủ nhật hàng tuần đều dắt con ra ngoài chơi buổi trưa ăn cơm ở bên ngoài xong rồi chúng tôi dắt con trở về nhà thói quen của tôi là nhất định phải dọn dẹp phòng ngủ sạch sẽ để hai cha con ngủ trước tôi cũng nằm đó đợi họ ngủ say rồi tôi đóng cửa phòng lại nhất định phải ra ngoài tổng vệ sinh tổng vệ sinh của một tuần đều là vào buổi chiều nguyên tắc của tôi là khi cha con họ đi ngủ tôi cố gắng làm xong hết việc nhà đợi khi họ thức dậy thì có thể ngồi bên cạnh họ cũng muốn anh ấy nhìn thấy một ngôi nhà sạch sẽ ngăn nắp như vậy ngửi được mùi thơm của các con người một nhà thật sự có một cảm giác hòa thuận vui vẻ như vậy tôi cảm thấy bản thân tôi nhất định phải làm việc nhà thật sự đã nghiệm chứng được câu nói thứ nhất của cha tôi việc nhỏ nhặt như vậy rất nhiều tôi không kể hết từng việc một nói đến mối quan hệ vợ chồng thế nào cũng có sự va chạm xung đột nhỏ người khác cũng thường hỏi tôi vợ chồng chị cứ luôn nắm tay như vậy lẽ nào không có mâu thuẫn gì sao tôi nói chắc chắn là có nhưng mà thái độ của chúng ta là rất quan trọng khi vợ chồng gặp phải những vấn đề nhỏ như vậy đặc biệt là ông xã cũng có một số vấn đề vậy thì người làm vợ phải có thái độ như thế nào ví dụ như ông xã tôi có thói quen hút thuốc anh ấy hút thuốc rất nhiều một ngày có khi anh ấy hút hết bốn gói thuốc buổi tối có một tình huống chúng tôi đều không thể quên được con trai vừa ngủ chúng tôi đóng cửa phòng thật kín anh ngồi ở bên bàn trà này tôi ngồi ở bên kia ở giữa có gạt tàn thuốc lớn như thế này một buổi tối khói thuốc mịt mù cuồn cuộn tôi liền mở cửa sổ ra trước giờ tôi chưa từng nói gì với anh có thể lúc đó tôi cũng đã chịu một số ảnh hưởng của cha tôi Cha tôi nói hút thuốc là sở thích của đàn ông Đợi khi họ không hút rồi Lỡ như bị bệnh khi họ không hút thuốc nữa Con phải đặc biệt chú ý Tức là nói bệnh của họ hơi nặng Cho nên tôi cũng không nói gì Đúng thật là đến khi chúng tôi kết hôn được 21 năm Lúc đó hai chúng tôi cũng đã gây dựng một doanh nghiệp như thế này Tôi nghĩ anh ấy cũng biết được tác hại của việc hút thuốc mà người hút thuốc bị động bị tổn hại nhiều hơn nữa. Có một hôm bất chợt anh ấy nói, gần đây cổ họng khó chịu, sau này anh không hút thuốc nữa. Tôi giật cả mình, tôi hỏi có cần đi bệnh viện kiểm tra không? Có phải cơ thể có gì đó không ổn không? Bởi vì tôi nhớ đến lời nói của cha. Anh ấy nói: "Khám thử xem, dạo này không muốn hút thuốc nữa." Anh ấy nói câu đó xong, từ đó về sau không còn hút thuốc nữa. Cho đến hôm nay đã là 7 năm rồi. Cũng đã cai thuốc rồi. Có một số việc tôi cảm thấy tôi rất tôn trọng người khác. Có thể có số việc đến lúc cần phải điều chỉnh lại thì cũng đã giải quyết dễ dàng như vậy. Ngoài ra thì ông xã tôi, anh ấy cũng tự nói rằng mình là thương nhân. Vào năm 1988, anh ấy ra biển nghề dựng một doanh nghiệp. Anh ấy làm thương mại mậu dịch. Cho đến năm 1991, việc làm ăn của anh ấy rất tốt. Cũng có hợp tác với một người. Tôi cảm thấy ông xã làm việc bên ngoài rất bận. Tôi vẫn luôn làm việc nhà, nhất định phải gánh vác việc nhà cho thật tốt. Tôi không để anh ấy bận tâm việc của anh ấy cần cho tôi biết thì anh ấy nói cho tôi biết không cho tôi biết thì tôi cũng không tùy tiện hỏi đến có mấy bữa tôi cảm thấy tâm trạng của anh ấy không được tốt lắm thì tôi hỏi dạo này có phải mệt lắm hay không anh ấy liền nói với tôi anh ấy nói không phải nói rằng anh bạn cùng hợp tác làm ăn muốn lấy lại vốn tôi liền nói Vậy thì phân chia ra đi Bởi vì nguyên tắc của tôi là Không làm cho ông xã giận Chuyện lớn hay chuyện nhỏ cũng không quan trọng Sau đó anh ấy nói Vấn đề là anh bạn còn muốn lấy ra 300 ngàn Tôi liền nói Anh cứ đưa cho anh ấy Bỗng chốc ông xã liền quay qua nhìn tôi Tôi nghĩ ánh mắt của tôi lúc đó rất kiên quyết mà tôi còn nở nụ cười rất tự nhiên nữa kết quả là tối hôm đó tôi cảm thấy anh ấy đã nhẹ nhõm đi rất là nhiều không bao lâu anh ấy đã giải quyết xong việc này với anh bạn tôi cảm thấy ông xã một người đàn ông lập nghiệp anh ấy biết kinh doanh biết quản lý tài sản nhưng mà tôi càng phải thể hiện bản thân mình có vẻ yếu kém trong phương diện này tôi ít khi quan tâm đến doanh nghiệp của họ đã lời được bao nhiêu sau này có một điều vẫn luôn ảnh hưởng đến họ chính là chuyện nào có thể dùng tiền để giải quyết êm đẹp thì nhất định là chuyện nhỏ nhất định đừng quá xem trọng tiền bạc sau đó thì thật sự không còn lần phân chia vốn nào mà có thể ảnh hưởng đến việc phát triển sự nghiệp của ông xã sự nghiệp vẫn luôn làm được rất tốt cùng lúc khi ông xã tự lập nghiệp tôi cảm thấy anh ấy có một điểm rất tốt anh ấy rất quan tâm đến gia đình nhỏ này nghĩ đến những người làm ăn năm xưa Thường xuyên phải ra ngoài xã giao, anh ấy hầu như mỗi tối cứ hơn 6 giờ. Tôi và con trai đều biết cha sắp về ăn cơm rồi. Mỗi lần anh ấy về, tôi đều dắt con trai đến trước cửa để đón cha vào nhà. Anh ấy cử một phó tổng giám đốc thường xuyên xã giao ở bên ngoài thay mình, mà mỗi buổi tối sau khi anh ấy về, cơ bản là sẽ làm cho chúng tôi cảm thấy bầu không khí hòa thuận vui vẻ trong một gia đình nhỏ. Vợ chồng chung sống 28 năm nay, tôi có một vài lãnh hội. Tôi cảm thấy hai người kết nghĩa vợ chồng với nhau rồi, thì có một gia đình. Mẹ chồng đã sớm nói với tôi, đàn ông là xà nhà, phụ nữ là bức tường. Không có xà nhà, không có bức tường thì không có căn nhà thì không thành gia đình này. Cho nên điểm lãnh hội thứ nhất của tôi đối diện với gia đình thì điều đầu tiên là phải biết gánh giác. Người xưa nói nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Tôi cảm thấy bây giờ chúng ta cũng nên đề xướng những điều này. Ông xã tôi làm việc rất siêng năng. Hôm qua lại nghe cô giáo cận nhã dai hát Mỗi khi hát đến ông xã ơi anh vất giả quá rồi tôi thật sự cảm thấy sao cô ấy hát giống như nói về ông xã tôi vậy những ngày sung sướng chưa từng thấy anh xa xỉ những ngày gian khổ chưa từng thấy anh rơi lệ có lẽ anh ấy đã âm thầm cắn chặt răng anh ấy cũng rất tiết kiệm việc bên ngoài hay việc lớn trong nhà vào lúc nào cần thứ gì thì anh ấy nhất định sẽ mua thứ đó trước giờ tôi cũng chưa đòi hỏi gì cả anh ấy đều mua sắm hết cho chúng tôi rồi cho nên sự đảm đang của anh ấy đã làm tròn trách nhiệm của một người đàn ông tôi vô cùng biết ơn anh ấy nói về đảm đang của một người phụ nữ tôi cảm thấy anh ấy bận rộn với công việc ở bên ngoài tôi liền đảm nhận hết việc nhà trước giờ tôi chưa từng để anh ấy hỏi đến việc ăn việc mặc chi tiêu tôi đều cố gắng để hoàn thành tốt mọi việc. Thêm nữa, lãnh hội thứ hai chính là người phụ nữ phải có nhiệt độ. Tôi nhớ đến trong sách tôi cũng có viết một đoạn cảm nghĩ như vậy. Lúc đó tôi cảm thấy có rất nhiều bạn nữ đến kể lễ với tôi. Nói đến chuyện họ phải làm rất nhiều việc nhà, Nghĩ tới nghĩ lui, vấn đề ở chỗ nào vậy? Khi tôi đến nhà của họ, khi tôi ra ngoài dùng cơm với gia đình của họ, tôi thật sự phát hiện ra sự nhiệt tình của một phụ nữ quan trọng biết bao. Cho nên tôi nói một người phụ nữ phải có nhiệt độ. Trong sách tôi đã viết như vậy. Nếu như nhiệt độ của một người đối với cuộc sống và sinh hoạt là không độ trở xuống thì giống như là không biết cười mỗi ngày vẻ mặt lạnh tanh có vẻ như rất nặng nề trạng thái cuộc sống của người này là sự giá lạnh toàn bộ không gian hoạt động của họ cũng chỉ lớn bằng đôi chân này thôi sự giá lạnh làm đôi chân đông cứng lại người như vậy rất nhạt nhẽo thứ hai tôi viết như thế này nếu như một người đối với cuộc sống và sinh hoạt đều có thái độ bình thường không nóng, không lạnh, không ấm không sôi. Vậy thì họ là nước ở nhiệt độ bình thường. Cho dù họ có thể chảy xiết vào sông sâu, biển rộng thì họ mãi mãi không rời khỏi đất liền. Nếu như một người tràn đầy nhiệt tình đối với cuộc sống và sinh hoạt, nhiệt độ của họ có thể đạt đến 80 độ, 100 độ. Vậy thì họ sẽ dần dần biến thành hơi nước, trở thành đám mây họ sẽ bay lên họ không chỉ có được mặt đất mà còn có được bầu trời nữa thế giới tâm linh của họ rộng lớn như vũ trụ vậy cho nên tôi nói phụ nữ phải có một chút nhiệt độ nhất định phải học được sự vui vẻ hòa nhã học mỉm cười học được cách thân thiện khi đối diện với người nhà ai cũng nói gia đình là bến cảng ấm áp nếu như trong nhà thứ gì cũng có nhưng mà không có nụ cười ngọt ngào của người vợ thì sẽ khiến cho cả nhà căng thẳng đàn ông sẽ thường xuyên diễn cớ để đi ra ngoài đi xả giao mà không chịu trở về ở bên cạnh của chúng ta còn điều lãnh hội thứ ba tôi cảm thấy người phụ nữ phải nhẹ nhàng một chút phải nhu hòa về điều này một trăm năm trước lão tiên sinh Dương Phụng Nghi Ông đã xây dựng hơn 700 trường học cho nữ sinh Ông luôn nói Con gái là ngọn nguồn của thế giới Vào thời con gái Phẩm chất riêng của con gái là gì? Tính con gái phải nhẹ như bông Rất thuần khiết Rất nhu hòa Rất ấm áp Bông giải của con gái Kéo thành chỉ đặc biệt mềm chắc đây là con gái một đứa con gái tốt chính là quý tinh của gia đình ông lại nói rằng tính của nàng dâu phải như nước trong lời nói đầu của quyển sách này điều tôi nêu lên chính là con gái như nước hòa đồng vui vẻ không chỗ nào mà không vui vẻ chúng ta phải giống như nước đựng trong vật chứa hình vuông thì nó trở thành một thể tích hình vuông sau khi đông lạnh rồi, nó chính là hình vuông, đựng trong vật chứa hình tròn thì nó trở thành hình tròn, ở đâu cũng phải học được tùy thuận. Cho nên, lão tiên sinh Dương Phụng Nghi đã nói: "Phụ nữ kết hôn rồi chính là mỗi nhà đều dán chữ hỷ, nói chúng ta là hỷ tinh, phải giống như nước vậy." Khi về già, lão tiên sinh dương phụng nghi nói tính bà lão phải như tro tro đốt hết một đống củi rồi vẫn còn lại tro hình như vẫn còn bốc lên đốm lửa nhỏ không ấm không nóng không lo việc đâu đâu nữa không còn nổi giận nữa họ sẽ trở thành một phúc tinh của gia đình đây chính là điều tôi cảm thấy đối với gia đình phụ nữ phải duy trì một phần đảm đang một phần ấm áp và một phần nhu quà này đây cũng là phẩm chất riêng của phụ nữ muốn có được một gia đình tốt đẹp vợ chồng phải yêu thương lẫn nhau lão tiên sinh dương phụ nghi nói thế này vợ chồng không nói lý nói lý làm cho người bạn đời tức giận vợ chồng phải nói tình nói tình yêu thương nhau cũng như hôm qua cô giáo của chúng ta mới nói người người tự trách trời trong đất lành người người trách nhau trời long đất lở nếu như cứ đặt mình vào việc bàn luận anh đúng tôi sai trong sự cao độ không ngừng nghỉ cặp vợ chồng này nhất định không thể gần nhau cho nên phải nói tình nghĩa nhất định yêu thương nhau chúng tôi kết hôn đã trải qua một khoảng thời gian cũng đã cùng hưởng tuần trăng mật cuộc sống bình thường mới là thật chung sống với nhau trong sự ôn hòa nhã nhặn cuộc sống anh thương em nhường chính là gia đình lâu dài có một câu chuyện nói rằng trong một tòa nhà có cặp vợ chồng suốt ngày cãi nhau cãi đến mức hàng xóm đều chịu không thấu có một hôm bà trương đến căn nhà đối diện căn nhà đối diện nhà của bà trước giờ chưa từng nghe tiếng cãi nhau trong nhà đó rốt cuộc khi bà đến nhà đó trở về liền nói tôi biết vì sao nhà họ không cãi giả với nhau rồi vì cả nhà họ đều là người xấu người chồng này nghi ngờ hỏi vì sao người xấu không cãi nhau vậy có một hôm ông đứng nép bên ngoài tường nhà đó đúng lúc nhà của họ xảy ra một chuyện người nhà để xe đạp trong sân bị người khác lấy đi mất người vợ này liền nói trời ơi cũng tại em không tốt tại em không đóng cửa sân lại người chồng liền nói cũng tại anh không tốt anh không nên để xe đạp ở đây người vợ lại nói cũng tại em không tốt người chồng lại nói cũng tại anh không tốt sau khi nói xong cả nhà cười to ha 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 cùng nắm tay nhau đi vào nhà người chồng vừa nghe ồ như vậy họ là người xấu sau khi trở về nhà người chồng liền nói thì ra người ta đều tự nói bản thân mình không tốt câu chuyện này cho chúng ta biết tình thương của một nhà chính là lúc phát hiện và nảy sinh vấn đề đều tự tìm trách nhiệm của mình. Đây chính là vợ chồng chúng tôi kết hợp lại có được một ngôi nhà. Chúng ta làm sao giữ gìn ngôi nhà này? Đây là một cảm ngộ mộ đơn giản của tôi. Thêm chuyện nữa, tôi cũng thường xuyên nhắc nhở rất nhiều chị em khi ở nhà làm xong việc nhà tuyệt đối đừng càm ràm. Chỉ nghĩ đây là việc tôi phải làm, làm xong thì viết một dấu chấm. Hễ càm ràm, tôi đã từng nghe nhiều ông chồng nói, làm mà càm ràm thì đừng có làm. Tôi thà mặc quần áo dơ, thà rằng ở trong một đống rác. Tôi chẳng muốn nghe vợ tôi càm ràm lãi nhãi từ sáng đến tối. Áp lực tâm lý rất lớn Thêm một chuyện Vợ chồng cãi nhau cũng không sao Phụ nữ chúng ta Phải tỏ ra thế yếu Thế yếu này có hai điều Thứ nhất không nói lời quá đáng Thứ hai chính là nhiều năm nay Lãnh hội của tôi chính là Người ta cho bật thềm Thì tôi mau chóng bước xuống Giả lại mấy năm nay anh ấy cho tôi bật thềm Tôi đều bước xuống Không cố tranh cãi với anh ấy Có việc gì thì gọi điện thoại buổi trưa có chuyện không vui buổi chiều anh ấy sẽ gọi điện thoại cho tôi em đang ở đâu anh dắt em đi ăn nhé tôi liền nói được vậy thì đi cho bậc thềm thì tôi bước xuống nói về việc làm mẹ tôi cảm thấy chúng tôi cũng chỉ có đứa con trai trong quá trình lớn lên của cháu lãnh hội của tôi cũng rất đơn giản tôi cảm thấy là người cha đã cho cháu một số phẩm chất đã cho đứa con này một số phẩm chất ví dụ như rất nghĩa hiệp khá là quyết đoán tôi thật sự cảm thấy trên người của cháu có một khí phách hào hùng đây là người cha cho bạn xem gia đình tôi có một tấm ảnh là tấm ảnh của ba người chúng tôi sau tấm ảnh chụp chung của ba người tôi đã viết một đoạn lời tựa bởi vì sau này ba người chúng tôi cùng gây dựng sự nghiệp của thẩm mỹ viện Phương Tử. Tôi đã nói, hai người đàn ông này chỉ nói vài ba câu là ăn ý với nhau. Đặc điểm của họ chính là người này không nói người kia không tốt, có lạ không? Trong nhiều năm nay, tôi hầu như chưa từng nghe thấy người cha sẽ khiển trách khi đứa con làm sai điều gì. Sau lưng thì hai người đều không quán trách nhau Nói rằng sao lại làm sai việc đó Họ có cách truyền đạt để hiểu lẫn nhau Những lúc chúng tôi cùng nhau đi chơi Hai cha con đi phía trước Dai kề dai Con trai bây giờ đã cao hơn cha rồi Cái cảm giác cùng nhau thương lượng Cùng nhau cười to ha ha đó Tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ sự hợp ý đó của họ Thứ hai là tôi cảm thấy họ rất đơn giản Trong tiếng cười ha ha đó thì bao nhiêu phương pháp và kế hoạch đã được hoàn thành rồi. Tôi cảm thấy họ rất đơn giản, cho nên tôi cảm thấy nếu như nói bản thân tôi cố gắng nuôi dưỡng đứa con này, nhiều nhất thì tôi chỉ nuôi thân của con, dưỡng cái tâm của con mà người cha đã nuôi trí của con, nuôi huệ của con. Là cha muốn con phải lập chí cả đời, phải thành tựu bản thân phải đảm đương nổi một tương lai để cho gia tộc được vững mạnh có thể người cha đã cho con trai một số kế hoạch ở phương diện này bao gồm trí huệ của con trai tôi cảm thấy hình như có khi tôi cũng không nói được bao nhiêu trong sự đồng hành và quy hoạch này của con trai tôi có lãnh hội sự khôn lớn của con có bốn giai đoạn giai đoạn thứ nhất chính là trước sáu tuổi Tôi cảm thấy con trai nhìn hành động Vào lúc 6 tuổi đến 12 tuổi Con học làm theo Học theo chúng tôi Từ 12 tuổi đến 18 tuổi Giai đoạn này không linh hoạt Việc gì cũng bàn bạc Chúng tôi cùng bàn bạc với con Phần tôn trọng mà bạn dành cho con Cháu thật sự rất chững chạc đàng hoàng Đối với công việc mà cháu phải làm Và trách nhiệm của cháu Sau 18 tuổi thì việc gì cũng chia sẻ. Cho đến hôm nay, nhiều khi chúng tôi cùng nhau chia sẻ. Những khi đưa ra vấn đề, tôi cũng thường nói về sự lãnh hội với con. vai trò của một người mẹ, tôi cảm thấy tôi làm nhiều nhất là những việc này. Lúc ban đầu đối với con rất quan trọng. Cũng như trong lịch sử của chúng ta, triều đại nhà Chu có thể khiến hòa xương hưng thịnh vững chắc 800 năm là việc như vậy Tam Thái đầu tiên khi khai quốc triều đại nhà Chu Mà Tam Thái, Chu Văn Dương Thật sự vào lúc Thái Nhâm mang thai ông Thì đã có thai giáo rồi Lúc đó chúng ta làm sao biết được Nhưng mà khi lãnh hội của tôi chính là Trước 6 tuổi cháu nhìn hành động Tôi đã biết con trai đã nhập rất nhiều thông tin Mà chúng tôi đã cho con Nếu như con cái đang nhìn hành động, chúng ta làm cha mẹ thì nên làm những hành động như thế nào để con cái nhìn. Ngôn ngữ và hành động của chúng ta, tiếng nói và sắc mặt đều được con nhập vào trong tiềm thức của con rồi. Ghi nhớ vào trong đầu óc của con rồi. Trong toàn bộ quá trình lập ra quy tắc dạy con, tôi thực sự đã lập ra một số quy tắc cho con. Tôi đã nói, con cái, Chúng ta làm mẹ thì phải nuôi dưỡng con khôn lớn Một việc là nuôi thân, một việc là dưỡng tâm Khi cháu được 2 tuổi đã hình thành thói quen thứ nhất Là khi ăn cơm phải ngồi xuống Chúng tôi cũng là một gia tộc lớn Nhà ông xã có ba anh em Chỉ có một đứa cháu này Ông nội bà nội cũng nuông chiều hết sức Nhưng mà tôi có nguyên tắc Tôi nói khi ăn cơm Phải để cho cháu ngồi xuống nếu cháu không ngồi xuống mà còn chạy đến đút cho cháu ăn, vậy thì không cho ăn. Sau này cháu lớn lên có nói, trời ơi khi con 2 tuổi mày đã luyện định lực cho con. Tôi nghĩ định lực chỉ là một mặt, quan trọng nhất là con cái có quy tắc. Mãi cho đến 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi, vào lúc 5 tuổi tôi đã cho cháu học đàn piano. Lúc đó tôi cũng không biết, nhưng mà tôi vẫn luôn ở cạnh con. Tôi cảm thấy khoảng thời gian đó thể hiện trên người của người mẹ chính là sự kiên nhẫn. Rất kiên nhẫn mà ngồi học cùng con. Vào năm con 6 tuổi, tôi lại luyện tập cho con một thói quen. Sau khi thức dậy, chúng tôi phải viết lịch làm việc và nghỉ ngơi của hôm đó. Để bản thân con nói làm gì thì đúng giờ đi làm. Có lúc cũng viết cẩu thả ngoạch ngoạc về những việc con thích như xem tivi chơi xe hơi xuống lầu hóng gió. Tôi nói cũng không sao, quan trọng là phải làm điều này trong khoảng thời gian đã quy định. Tôi tương đối nghiêm khắc, có lúc tôi thấy con cũng rất tội nghiệp, ngồi trên salon xem tivi, vừa xem tivi vừa nhìn đồng hồ, chỉ cần vừa đến đúng giờ cái remote đó vừa tắt, thì hình như là leo lên ghế đánh đàn. Hình thành quan niệm thời gian tương đối tốt. Sau này con lớn lên và ra nước ngoài Rất biết ơn mẹ đã cho con những quy tắc này khi còn nhỏ Sau này đi học rồi Khi con mới bắt đầu đi học Học cách tự mình làm bài tập Có một hôm tôi nhìn thấy cửa phòng của con đóng không kín Thế là tôi đi đến nhìn con qua khe cửa Phát hiện con đang ngồi bên cửa nghe tivi Trời ơi, cũng rất thích xem tivi, giả lại đã lớn rồi, có chút ranh ma. Thật ra là một người mẹ thì ngay lúc đó cũng muốn chiều chuộng con, ẩm ra ngoài để con xem tivi vào buổi tối, nhưng mà tôi không làm như vậy. Tôi đẩy cửa bước vào, tôi dắt con lên ghế ngồi, và tôi đã ngồi bên cạnh con. Bắt đầu từ lúc đó tôi nghĩ rằng tôi phải ngồi bên cạnh con. Mỗi lần con học tập, thì chính bản thân con cũng có thể cảm thấy mẹ đang ở bên cạnh khi ngồi bên cạnh con con dần dần hình thành thói quen tốt vào thời gian học tập thì học tập cùng ngồi học tập với con bài học mà con chưa học tới tôi đã học xong rồi sau đó mỗi khi đến kỳ thi còn ra một số đề trắc nghiệm cho con con vô cùng tự hào nói với các bạn nhỏ mau đến nhà của mình mẹ mình biết ra đề thi đó thật ra đây là bài tập trong quyển sách không có gì khi con trai lớn lên khoảng cách của chúng tôi cũng dần xa khi đi học không thể cứ luôn theo sau người nhà nữa tôi đã sáng lập ra một cuộc hội nghị gia đình nội dung mỗi khi mở ra cuộc hội nghị gia đình là tôi dẫn đầu nói trước gần đây đã làm gì có chỗ nào làm chưa được tốt Cháu vừa nhìn thấy việc làm của mẹ như vậy, cho nên tôi nói cháu nhìn hành động làm theo, cháu cũng nhanh chóng phát ngôn, đem những việc trong trường bao gồm không hoàn thành bài tập, bao gồm những việc đã bị thầy cô phê bình đều nói ra hết. Sau khi nói ra, cha thường chỉ ra chỗ sai cho cháu. Tôi vô cùng cung kính và tôn kính những sự góp ý của cha. Cháu cũng rất nghe lời, tất cả hình như vì con mà làm ra, cho nên đến năm 13 tuổi cháu đã nói con không mở hội nghị gia đình nữa đều là hướng tới con, con biết rồi. Cho nên khi con cái không tiếp nhận, vậy chúng tôi cảm thấy phương pháp này không linh nghiệm nữa, vậy phải thay đổi cách thức của bản thân, cho nên bắt đầu từ đó. Chúng tôi đã bắt đầu bàn bạc với cháu rất nhiều chuyện. Tôi còn nhớ lúc đó tôi thường nói một câu, tôi nói rằng, con trai vẫn chưa qua thời kỳ ngỗ nghịch, Hình như bạn nói gì con cũng không thích nghe vẫn chưa qua thời kỳ ngỗ nghịch cháu nói vẫn chưa qua tôi liền nói với cháu thời kỳ ngỗ nghịch của trẻ nhỏ là việc như thế nào người ta trải qua rồi làm việc như thế nào nói đạo lý cho cháu nghe cháu nói là chưa qua thật sự tôi cảm thấy con trai cũng không có thói hư tật xấu gì nhưng bạn tôn trọng con bàn bạc với con trong một bầu không khí ôn hòa nhã nhặn như vậy con cũng không phạm sai lầm lớn gì sửa đổi cũng rất tốt là một đứa con rất nghe lời Tôi nhớ sau này nhà chúng tôi có một trận sóng gió về phòng game Tôi thường để ý đến chiếc cặp của con Có mấy bữa tương đối lộn xộn Tôi liền nhìn xem Thì tôi phát hiện thẻ chơi game của con Lúc đó tôi liền hỏi ông xã đây là gì vậy Cha rất ngạc nhiên và nói Đây là phòng game đó Mấy chơi game đó Vậy sau khi tôi nhìn thấy tôi liền nói việc này với cháu Con nói rằng con chỉ thiếu mấy tấm thẻ này Cái ý đó là bản thân cũng thỏa mãn rồi Đã mua rồi thì chơi cho hết Sau đó không đi chơi nữa Thật ra tôi rất tin tưởng cháu Những việc mà cháu nói trên cơ bản đều làm được Nhưng mà trong việc này tôi không còn kiên nhẫn nữa Chưa đến 2 ngày Tôi liền chạy về nhà Từ chỗ làm về Chạy về nhà sớm hơn Tôi liền gọi điện thoại cho ông xã Tôi nói về con trai chơi game Em thật sự cảm thấy rất lo lắng anh mau đi trong chừng cho em đi cha của cháu liền đi đến phòng game khi đến phòng game thì thấy con trai đang ngồi ở đó sau này cha miêu tả lại tình cảnh lúc đó và nói anh đứng sau lưng cháu cháu bất chợt phát hiện ra anh sau khi nhìn thấy anh rồi cha liền nói chơi xong chưa hình như nói cũng rất nhẫn nại chờ con chơi từng dáng game xong sau khi chơi xong là sách cái cặp đi về đến nhà cha liền giao con cho tôi. Bởi vì sau khi chúng tôi có con rồi, tôi đã giao ước riêng với ông xã. Tôi nói con dưới 18 tuổi là do em quản. Anh bận như vậy, sau khi trở về, trách nhiệm của anh là duy trì sự hòa thuận với con thật tốt. Sau 18 tuổi em sẽ giao cho anh sau đó anh ấy đã thật sự làm được Hai cha con họ đều nói Hôm nay nhớ lại việc trước đây Cha chưa từng đánh con Cho nên người cha này giao con cho tôi Con trai nhìn thấy tôi thì khóc Mà còn rất quan ước nói rằng Con đã nói với mẹ là chơi hết thẻ game Thì con không chơi nữa Mẹ còn kêu cha đi bắt con Con còn có bạn học mất mặt biết bao Vậy thì tôi nhận lỗi và xin lỗi Nhưng mà tôi nói về cảm nhận trong lòng của người mẹ cho con biết chỗ đó không nên đến chơi cho nên hôm nay chúng tôi đọc đệ tử quy rồi mới biết thật sự nơi ồn ào không đến gần việc không đáng quyết chớ hỏi tôi nghĩ lại sự nghiêm khắc lúc đó của tôi thật sự là đúng vậy sau đó tôi cũng rất kiên nhẫn mà nói chuyện với cháu cháu cũng dần dần bình tĩnh trở lại sau này cháu nói với tôi mẹ ơi con nói mẹ biết cha cũng có chơi game bạn xem thật sự là trên làm dưới theo thật ra tôi biết cha cũng rất thích chơi game tôi cảm thấy một người lớn anh ấy có thể nắm bắt tình hình mà áp lực của công việc cũng rất lớn có phải chơi game cũng có thể làm giảm áp lực không tôi cũng không nói gì nhưng mà hôm nay con trai đã nói ra rồi tôi liền nói đi chúng ta đi tìm cha tôi đã nói chuyện này với ông xã anh ấy chỉ cười rồi thôi từ đó về sau hai cha con đều sửa đổi cho nên ông xã cũng nói xem ra con trai ngày càng khôn lớn tác dụng tấm gương của người làm cha rất quan trọng tôi nói thật sự là như vậy cho nên chúng tôi đối mặt với con là những người làm cha làm mẹ chúng ta muốn con cái như thế nào thì trước tiên chúng ta phải làm tấm gương tốt nếu như chúng ta làm những việc không nên làm chúng ta có lý do gì để quản lý con cái của chúng ta đây chúng ta nên làm quân thân sư của chúng nó. Cảm ơn. Đây là một sự sóng gió phòng game của gia đình chúng tôi. Thời gian dần trôi, con trai mới 16 tuổi rưỡi đã đi du học ở nước Anh rồi. Lúc đó tôi cũng không nỡ xa con. Nhưng mà cháu có tâm nguyện này. Luôn học tập rất tốt. Ở trong trường học, chuyển cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông đều tự mình thi đậu. Lúc đó cháu cũng nói, mẹ ơi, việc học của con ở trong nước, con học ở những trường tốt nhất, con thấy cũng học gần hết. Không phải mẹ và cha muốn con du học sao, chỉ bằng du học sớm một chút. Nói đây chỉ là nói chơi thôi, chúng tôi vừa hỏi bạn bè, vừa thăm dò, chính là khoảng thời gian đó đã làm xong thủ tục đi Anh du học rất nhanh. Cháu biết tôi rất lo cho cháu, cho nên sau khi tới anh rồi Đầu tiên là gọi điện thoại cho tôi Cháu cười vui cười to ha ha Tính cách của con trai tôi rất sảng khoái Mẹ ơi tốt quá rồi Ở nhà của người ta Trường học như thế nào Luân đôn sao thêm thân đẹp như thế nào thế nào Đều kể cho tôi nghe hết Tôi liền nói Thật sự tốt như vậy sao Con nói dạ tốt Mỗi lần gọi điện thoại đều nói chuyện như vậy Tôi cảm thấy cũng may là đi du học rồi Sao lại tốt như vậy Còn tốt hơn ở nhà Thật ra không phải như vậy. Lần đầu tiên cháu trở về nước, chúng tôi đến sân bay đón cháu. Tôi suýt chút nữa là không nhận ra cháu rồi. Đầu tóc dài như thế này, còn dài hơn tôi, mà còn ốm đi, sau đó mới biết con đã gầy đi gần 20 kg. Đầu tóc dài như vậy, thật sự giống như tiến sĩ Trung Mậu Sâm đã nói. Những đứa trẻ du học rất biết tính toán, chính là sợ tốn tiền. Vừa sáng ngày thứ hai liền nói, mẹ ơi mau dắt con đi cắt tóc con phải đi thăm bà nội tôi nói trời ơi mẹ cứ tưởng những đứa du học sinh tụi con là như vậy chứ con nói không phải đâu thật ra khi tôi thật sự biết được những ngày tháng gian khổ của con khi đi du học là vào năm thứ hai khi trường học của cháu đến phỏng vấn mẹ con chúng tôi cháu mới từ từ nói ra người khác hỏi cháu chịu nhiều gian khổ như vậy tại sao không nói cho mẹ biết Cháu nói mẹ tôi thương tôi Nếu như tôi nói ra hoặc là mẹ bay qua anh Hoặc là tôi phải về nhà Cho nên tôi làm sao bước tiếp con đường tương lai Cho nên cứ như vậy Cháu vẫn ở bên anh mấy năm nay Cháu nói Không quen khí hậu và ăn uống Ngôn ngữ không thông Bao gồm ăn không no Bao gồm quan hệ giữa người với người dân dân Đều là bản thân cháu cố gắng làm thật tốt sau đó cháu thi vào đại học luân đôn bên anh rồi ghi danh khoa công nghệ điện tử sau này khi chia sẻ lại cháu nói tôi rất biết ơn cha tôi cháu nói có ba cảnh tượng mà tôi mãi mãi không thể quên được cảnh tượng thứ nhất chính là khi tôi thi vào trung học cơ sở cha nhìn thấy con dốc sức học liền nói con trai dốc sức nhiều quá vậy muốn học trường này một tờ chi phiếu của cha thì sẽ giải quyết xong cho con lúc đó tôi nghe lời nói của cha xong tôi liền nghĩ con không cần cha đi cửa sau con muốn tự mình thi đậu lúc đó tôi đã cược dáng này cho nên thi vào rất thuận lợi nếu như lúc đó cha không nói như vậy dẫn ép tôi hoặc là cha khuyên tôi có thể tôi sẽ không có sức mạnh tự phát này thêm một việc khi đăng ký thi vào trường đại học luân đôn cháu liền hỏi cha cha ơi con nên thi vào trường nào Rốt cuộc con phải đăng ký vào ngành nào cha trả lời cho con trai là con trai con đã lớn như vậy rồi việc của con thì con tự quyết định về mặt này cha không biết nhiều lắm thực ra sau này cha nói rằng anh có biết thì anh cũng không thể đưa ra quyết định này con trai thật sự nhận được lợi ích từ khi cha nói câu đó xong lúc mới đầu cháu nghĩ không thông cháu cảm thấy sao cha lại không lo cho cháu sau này cháu nói rằng Cha nói câu đó xong thì hai hôm đó con liền suy nghĩ chọn lựa. Từ trước đến giờ bản thân chưa từng dốc sức để chọn lựa như vậy. Mà con còn nghĩ được việc của con thì con làm chủ. Tương lai của con thì con phải tự đảm nhận. Cho nên con rất biết ơn cha. Đặc biệt là sau này trong quá trình gây dựng sự nghiệp, cháu là một lần nữa nhắc đến sức mạnh này là do cha con cho con. Đây là con trai, tôi cảm thấy khi cháu từ nước ngoài trở về vào lúc tốt nghiệp đại học chuẩn bị thực tập một năm ở trong nước liên tục ra ngoài đào tạo chuyên sâu nhưng mà không ngờ rằng trong một năm đó cháu nhìn thấy vợ chồng chúng tôi cố gắng làm việc vào một buổi sáng cháu đã dậy sớm và nói mẹ ơi sao con cảm thấy mẹ thật sự chịu khó mẹ con tôi bình thường rất thân thiện cũng có lúc nói chuyện đùa vui nhưng mà khi nói đến việc này thì vẻ mặt tôi rất nghiêm túc và trang trọng tôi nói con à những năm con đi du học tuy rằng cha mẹ không làm việc gì to tát nhưng thật sự cha mẹ đã thức khuya dậy sớm bất cứ giá nào cũng cố gắng làm việc như vậy sau khi con nghe rồi con nói hèn gì buổi tối cha mẹ về trễ như vậy mới sáng sớm con chưa dậy thì cha mẹ đã đi rồi sau khi nghe lời nói này con thật có tâm không bao lâu sau cháu đã đến doanh nghiệp thường hỏi về những chuyện trong doanh nghiệp sau này dần dần giúp chúng tôi làm một số việc một số việc như những phần mềm nhỏ thiết kế một số bản kê khai còn đi cùng với tài xế giao khang long làm những việc lặt vặt làm riết làm riết thì đã giúp được việc rồi khi mới vào thì làm việc ở phòng kế hoạch rồi hai năm sau trong việc này thì tâm lượng của ông xã thực sự lớn hơn tôi rất nhiều anh ấy giao vai gia trò tổng giám đốc điều hành chức vụ này giao cho con trai tôi cảm thấy từ đó về sau đứa con trai giống như người máy vậy mỗi ngày còn trẻ như vậy mà luôn luôn bận rộn trong công việc buổi tối tôi tỉnh dậy có lúc nhìn thấy phòng của con còn sáng đèn hình như ngoại trừ công việc ra thì không làm gì nữa cho nên tôi rất thương xót cho cháu có một hôm tôi đã viết trong quyển sách Tôi nhớ sau này xem lại Vào năm 2007 Tôi có một đoạn miêu tả như vậy Tôi nói Con trai mẹ muốn nói với con Thứ nhất là phải học cách nghỉ ngơi Nghỉ ngơi thích đáng Chính là để đi con đường xa hơn Thứ hai Mẹ chỉ hy vọng con kiên trì học tập Đọc nhiều sách suy nghĩ nhiều hơn Bởi vì học tập sẽ giúp con người Không ngừng tiến bộ và có trí huệ Thứ ba không từng chịu áp lực thì không gánh giác nổi tài sản. Người không chịu được áp lực tuyệt đối không gánh giác nổi tài sản. Vậy ý của tôi là con phải nghỉ ngơi thích đáng. Giả lại, lợi ích của sự sáng tạo không đơn giản như vậy. Chỉ dựa vào sự khôn lớn không ngừng của con mới có thể gánh giác nổi phúc phần này. Nếu như là bây giờ, tôi nhất định sẽ nói với cháu có đức mới có dân có dân mới có đất có đất mới có của có của mới sử dụng được muốn có của cải thì nhất định phải bồi dưỡng đức hạnh của bản thân mình cho nên từ những ghi chép lúc bấy giờ tôi cảm thấy đứa con trai này rất cố gắng hôm nay đã học đệ tử quy của văn hóa truyền thống con cũng đã dẫn đầu trước đó cháu nói rằng quản lý của phương tây tiến bộ như vậy cháu đã từng có ý nghĩa đối lập với tôi sau đó cháu cũng dần dần trải qua rất nhiều khó khăn cháu cũng cảm nhận được rồi cho nên bây giờ tôi cảm thấy cho dù là đối với con trai hay là tất cả nhân viên nhập môn của việc học tập đệ tử quy chính là chữ hiếu nhất định phải giảng hiếu đạo hiếu là gốc của đức hạnh phù hiếu đức chi bổn giả tôi cảm thấy những gì cháu đang làm hiện nay cũng có thể khiến cho tôi có cảm giác là đang tiến bộ hôm qua lần này khi tôi đến dân nam mẹ tôi bỗng nhiên trượt chân té ngã bị gãy xương hông bên trái tất cả mọi người đều giấu tôi nhưng mà buổi tối ngày thứ hai khi tôi gọi điện thoại tôi muốn mẹ nghe điện thoại họ nói mẹ ngủ rồi thật ra mẹ tôi đã vào bệnh viện rồi nhưng mà sao trong lòng của tôi thấy rối ren thật là kỳ lạ tôi liền hỏi chị của tôi tôi hỏi thăm thầy cô trong trường của tôi họ đã nói bà bị trượt chân té ngã nằm viện rồi hình như không nghiêm trọng tôi rất hồi hộp nếu như không có buổi chia sẻ trong đại hội văn hóa truyền thống trong ngày hôm nay tôi nghĩ tôi có thế nào thì nhất định cũng không thể ngăn cản được tôi tôi sẽ lập tức chạy đến bên cạnh mẹ nhưng mà trong chuyện này điều tôi thật sự thấy vui mừng chính là con trai đã thay tôi làm một số việc sau khi con trai biết tin không nói gì với tôi cả sau đó thì từ thâm quyến bay về thanh đảo bay đến thanh đảo thì lập tức vào bệnh viện đến thăm bà ngoại sau đó con nghe thầy cô nói tôi đã biết chuyện này rồi thì con không ngừng nhắn tin cho tôi hôm qua mẹ tôi đang làm phẫu thuật mới sáng sớm thì cháu đã an ủi tôi mẹ à sáng sớm thì con đã vào bệnh viện mẹ à bà ngoại đã vào phòng phẫu thuật rồi phẫu thuật đang tiến hành rất thuận lợi thật ra hôm qua tôi rất sợ tôi cứ cầm điện thoại và luôn đọc tin nhắn của cháu làm phẫu thuật xong rồi cháu gửi tin nhắn cho tôi vô cùng thuận lợi nói sau khi mổ xong bà ngoại còn nhìn con cười sau đó còn đưa tay ra rồi bắt tay với con cháu liền nói với tôi tình hình của bà ngoại khi ăn cơm trưa thì cháu có gọi điện cho tôi Lại nói cho tôi biết bà ngoại đã nói với cháu những gì Thật ra trước đó Cha cháu cũng đã nói với tôi Con trai về đến thanh đảo rồi Lập tức lấy 50.000 tệ đem đến bệnh viện Cháu cũng không nói cho cha biết Cũng không nói gì cả Sau đó đã tự mình làm việc này Đúng lúc tối hôm qua Chúng tôi đang nghe cô nhã dai hát Con trai tôi đã nói với tôi vì con biết với máy bay đặt không dễ Tôi liền nói Mẹ muốn ngồi tàu lửa về Cháu nói mẹ à Một mình mẹ đi con không yên tâm Mẹ cứ đợi ngồi máy bay đi Tối hôm qua cháu lại nhắn một tin cho tôi Mẹ ơi Ngày mai mẹ giảng bài phục vụ đại chúng Tối nay phải an tâm Nghỉ ngơi thật tốt Bà ngoại rất có phước Bên cạnh luôn có rất nhiều người Xếp hàng chăm sóc Cho nên vào thời khắc đó tôi cảm thấy khi tôi nhận được tin nhắn này rồi tôi cũng biết bên cạnh chúng tôi có rất nhiều người có thể chăm sóc cho mẹ của tôi tôi cũng cảm thấy tôi đến đây là làm một việc tốt như vậy tôi tin rằng sẽ có rất nhiều người chăm sóc cho người mẹ già này cho nên tin nhắn này của con trai tin nhắn này của con trai thật sự đã cho tôi sự an ủi rất lớn cho nên hôm nay tôi cảm thấy rất biết ơn chúng tôi có phước phần gặp được văn hóa truyền thống gặp được đệ tử quy gặp được sự chỉ dạy của thánh hiền tôi cảm thấy đứa con này cũng khô lớn trong khỏe mạnh bình an cho nên bây giờ hầu như cháu cũng đã gánh vác một số trọng trách trong doanh nghiệp này ở ba nơi thanh đảo thâm quyến và thượng hải Chúng tôi đã mở được gần 50 viện thẩm mỹ. Con trai đi khắp nơi mà phần nhiều thời gian của tôi bây giờ chính là đào tạo và huấn luyện một số nhân viên. Một số bài giảng chia sẻ như vậy, tôi cảm thấy rất biết ơn. Trên con đường đi này, tôi được sự giúp đỡ và ủng hộ của người nhà, cho nên khi chúng tôi dùng tâm để nuôi dưỡng một đứa con, từ nuôi thân đến dưỡng tâm, vẫn luôn che chở đến khi con khôn lớn khi con khôn lớn rồi thì giao lại cho người cha tôi thật sự cảm thấy hình như bản thân có một thành phẩm tương đối viên mãn giao lại cho người cha bây giờ hai cha con họ thường chia sẻ thường cùng nhau trao đổi thường lọc kế hoạch cho sự phát triển của một doanh nghiệp tôi là một phụ nữ một người mẹ rất vui vẻ yên tâm tiếp theo là Cảm ơn. Tôi xin chia sẻ một chút một sự cảm ngộ của tôi về việc tôi làm con dâu. Tôi lãnh hội giống như cô giáo Lý Việt đã nói. Lễ là khoảng cách tốt đẹp nhất giữa người và người. Tôi cảm thấy giữa chúng ta và mẹ chồng nếu như nắm bắt chữ lễ này thật tốt, tuyệt vời vô cùng. 28 năm nay, ở trong gia đình này, tôi cảm thấy lãnh hội đến hôm nay giống như trong đệ tử quy đã nói cha mẹ thích dốc lòng làm cha mẹ ghét cẩn thận bỏ chính là trưởng bối người già thích cái gì chúng ta nỗ lực cung cấp những việc họ không thích không muốn chúng ta làm chúng ta phải đặc biệt chú ý cẩn thận để làm quy tắc cho bản thân cha mẹ chồng tôi là người thượng hải cha chồng thích nhất là gì chính là cảm giác hòa thuận vui vẻ của cả nhà này cho nên nhiều năm như vậy thói quen của nhà chúng tôi là cuối tuần thì cả nhà phải về nhà ông bà nội để cùng ăn cơm tối vậy thói quen của tôi từ khi tôi học cách làm việc tôi cảm thấy ở nhà cha mẹ chồng chỉ cần về nhà trong túi sách của tôi gần như là đựng một số đồ mặt để làm bếp cho dù ông xã đi công tác Tôi và con trai thật sự mưa gió Cũng không thay đổi việc đi đến nhà chồng Hàng xóm đều nói Nhà của anh chị thật sự xét đánh cũng không thay đổi Bước vào nhà rồi phải làm gì Năng nổ tháo giác mà mặc đồ làm bếp vào Nhất định phải chạy vào nhà bếp Làm bữa cơm thật ngon cho cả nhà Có thể bản thân tôi là người cuối cùng ngồi xuống ghế Cũng có thể bản thân tôi là người đầu tiên ăn xong bận rộn cả buổi tối cũng hơi mệt một chút nhưng mà gia đình này chính là phải có người bận rộn từ trước đến nay mối quan hệ trong nhà của chúng tôi rất tốt cha mẹ chồng muốn chúng tôi hòa thuận cho nên tôi và ba chị em dâu tôi cảm thấy hai mươi mấy năm nay tôi cảm thấy bản thân mình chưa từng có việc gì phải nổi giận với người khác hầu như là không có hoặc là có lúc trong lòng thấy khó chịu nhưng cũng sẽ không biểu lộ ra ngoài giả lại gia đình chúng tôi chỉ cần làm việc gì mà ông xã có thể giúp được anh em trai của anh ấy tôi ủng hộ và tán thành một phần trăm cho dù là mua nhà hay là học phí của con cái cần tiền hay là trong nhà có việc gì việc gì đó tôi cũng không cản trở anh ấy làm bất kỳ điều gì ông xã tôi cũng làm tấm gương tốt nhà tôi chị em nhiều như vậy khi chúng ta làm thật tốt bổn phận của mình ông xã tôi cũng làm rất nhiều việc cho chị em chúng tôi thật sự từ việc mua nhà mua xe và cả về mặt sinh hoạt của người già và anh chị cần cung cấp những gì anh ấy cũng dẫn đầu mà làm hai chúng tôi đều cùng nhau giúp đỡ một số việc trong nhà của anh chị em cha chồng của tôi là một phần tử tri thức cao cấp cha là một kỹ sư trưởng trong ngành công nghiệp truyền thông bởi vì bận công việc Cũng cả một đời Không để cho mẹ chồng ra ngoài làm việc Cả đời của mẹ cũng không đi làm Có thể nói năm nay mẹ đã 85 tuổi rồi Sự từng trải và tâm quyết cả đời của mẹ Tôi cảm thấy đều cống hiến cho gia đình này Cũng thật sự đã làm tấm gương rất tốt cho chúng tôi Sau này tôi nhớ Sau khi tôi đi làm Lúc đó tôi kiếm cũng không được bao nhiêu nhưng mà tôi đem một ít tiền của tôi kiếm được vẫn thường tiêu dùng cho cha mẹ ruột của tôi. Có một hôm tôi về nhà, mẹ tôi liền nói: con đừng mua đồ đạc trong nhà nữa. Mẹ chồng của con không có việc làm, mẹ và cha con đều có lương hưu. Sau này mỗi tháng con nên cho mẹ chồng một trăm tệ. Sau khi tôi nghe những lời nói này, thật ra tôi cũng hiểu được tấm lòng của mẹ tôi chính là không chỉ hiếu kính với cha mẹ của mình còn phải hiếu thuận cha mẹ chồng. Mẹ tôi còn nói: "Con người đi đến miếu để thắp hương chi bằng ở nhà hiếu thảo cha mẹ." Mẹ nói với tôi như vậy, nhất định phải hiếu thảo người già của đôi bên. Từ đó về sau, mỗi tháng tôi lấy 100 tệ tiền lương của tôi đưa cho mẹ chồng sau này tôi có doanh nghiệp thẩm mỹ phương tử rồi càng kinh doanh càng phát đạt có một hôm tôi nói với mẹ chồng tôi nói mẹ ơi sau này mẹ cũng có lương hưu rồi mẹ hỏi ai phát lương hưu cho mẹ tôi nói doanh nghiệp thẩm mỹ phương tử tôi nói và cười với mẹ mẹ nói mẹ không cần đâu con xem trong nhà này có gì mà không phải là do các con mua sắm chứ nhà nè mua nhà rồi tất cả vật dụng trong nhà này bao gồm tiền cơm mỗi tháng con trai cũng kêu tài vụ thanh toán toàn bộ không để cho cha mẹ có một chút đảm nhiệm nào lương hưu của cha con cao như vậy cha mẹ cũng không dùng hết mẹ không cần đâu tôi nói mẹ cứ cầm lấy đi không phải chuyện tiền bạc thật ra trong lòng tôi nghĩ thật sự không phải chuyện tiền bạc lúc đó tôi cảm thấy người già nào cũng có mẹ chồng không đi làm mẹ cũng phải có tôi nói mẹ bất kỳ lúc nào cũng có thể dùng tiền tiêu giặt cho tiện tôi làm như vậy một chuyện nhỏ này vẫn luôn duy trì đến bây giờ tôi thật sự cảm thấy trong lòng của mẹ chồng rất vui vẻ vì một chuyện nhỏ như vậy sau này thêm một chuyện nữa là tôi cảm thấy chúng ta làm con dâu ngày lễ ngày tết nhất định tôi sẽ mua quần áo mới cho cha mẹ cha mẹ chồng cũng không được thiếu bình thường về nhà nhìn thấy cha mẹ cần gì thì nhất định mau chóng mua về nhà có một năm sau khi tôi về nhà mẹ chồng tôi biết tôi lại mua quần áo mới cho mẹ sắp đến tết rồi mẹ liền kêu tôi đến trước mặt nói con qua đây xem còn cho tôi xem cái tủ quần áo lớn của mẹ kéo cửa tủ con xem mẹ liền nói con xem mẹ có bao nhiêu quần áo thật sự đừng mua nữa tôi liền nói được vậy năm nay không mua nữa Rốt cuộc vào lúc đón Tết Mùng một, một về nhà chúc Tết Mẹ chồng đã mặc quần áo của năm ngoái Bản thân mẹ chồng thì không có gì Bản thân tôi cảm thấy áy náy Vẫn cảm thấy nụ cười của mẹ chồng không đủ rạng rỡ Bạn xem tôi yêu cầu người khác rất cao Rốt cuộc sau khi ăn cơm xong Tôi mau chóng nắm tay ông xã Tôi nói Đi ra ngoài một chuyến Tôi liền đến cửa hàng mua cho mẹ chồng một chiếc áo len mới Và một chiếc áo mayo phối bên ngoài sau khi về nhà tôi liền kêu Mẹ thay đồ đi Mẹ liền cười và nói Con xem con kìa mẹ nói là không cần mua Không cần mua Sao con lại đi mua nữa rồi Lại tốn tiền làm gì Thật ra nói xong thì đã nhanh chóng thay áo mới vào Bản thân tôi cảm thấy nụ cười đó rất rạng rỡ Sau đó tôi nói Sau đó tôi nói Thật ra chúng ta làm con dâu đừng quá thực dụng có một số chuyện vẫn phải làm từng chuyện từng chuyện một chúng ta làm rồi người già sẽ rất vui vẻ mà còn trở thành chủ đề mà họ nói không dứt một lúc thì đến chiếc áo này là con dâu lớn mua cho một lúc thì nhớ đến cái quần này là con dâu thứ hai mua cho không ngừng mà nói với những người đến chơi người già có điều gì mà nói nữa chứ mẹ cũng rất vui bây giờ nghĩ lại làm từng chuyện từng chuyện nhỏ Chính là tận tâm tận hiếu của chúng ta rồi Hiếu là gì? Chính là làm được từng chi tiết nhỏ mới gọi là hiếu Chỉ nói trên miệng thì không được Thêm một điều nữa là tình cảm của cha mẹ chồng tôi cũng rất tốt Đặc biệt là cha chồng tôi là phần tử tri thức Còn thường xuyên viết chút gì đó rồi diễn giảng trước mặt mẹ chồng Cha biết làm cho mẹ vui nhưng cũng không tránh khỏi xung đột đụng chạm những lúc như vậy mẹ chồng tôi luôn sẵn lòng nói cho tôi biết tôi liền chạy về nhà thậm chí có khi còn nói lưu phương mau lên đi cha con lại phạm thói xấu rồi thật ra trong lòng tôi biết cha cũng không có tật xấu gì chỉ là phụ nữ chúng ta hình như bất luận lớn có bao nhiêu có già bao nhiêu cũng tương đối chịu bề yếu thế hình như đang đóng vai một người yếu đuối tôi liền nói dạ được mẹ con biết rồi một lát nữa con về nhà mẹ nói cho cha biết sau khi mẹ nghe xong thì đợi chúng tôi về nhà nói chuyện nhiều một chút về cháu của mẹ nói nhiều một chút về chuyện doanh nghiệp còn thường xuyên báo chuyện vui không báo chuyện buồn mà thật sự cảm thấy cũng không còn chuyện gì nữa họ ở nhà có một chút buồn chúng tôi trở về bao qua đủ điều là xong chuyện nguyên tắc của tôi là khi chúng ta khuyên người khác nhất định phải chuyện lớn quá nhỏ chuyện nhỏ quá không tôi ở nhà tiếp cận với chủ nhiệm của quỹ ban hòa giải cho dù là anh hay chị chị dâu có việc gì hay là nhà này nhà kia có chuyện cũng rất bằng lòng ba qua với tôi cách giải quyết của tôi chính là làm cái thùng rác các bạn cứ nói đi nói thì tôi lắng nghe lắng nghe lắng nghe tôi cảm thấy sau khi họ nói xong rồi rác này cũng đổ được không ít tôi sẽ nói rất đơn giản chuyện này chẳng đáng là gì đặc biệt là đối với phụ nữ tôi biết cách khuyên tôi nói chuyện này nói thành chuyện rất nhỏ mà toàn nói đến khi họ cảm thấy là bản thân họ đã sai lầm tôi đã giúp đỡ được rất nhiều gia đình hòa thuận như vậy tôi cảm thấy quan trọng là thái độ chúng ta khuyên người khác như thế nào đừng làm lớn mọi chuyện có một khoảng thời gian trong nhà xảy ra một chuyện như vậy bà con ở thượng hải tới lui làm cho cha chồng của tôi không vui sau khi con trai vừa khuyên cha có thể nói chuyện không biết chừng mực khoảng thời gian đó cha chồng không vui mẹ chồng cũng có một chút buồn sau đó con trai lớn và con trai thứ hai đã vì chuyện này trở về nhà mời cha chồng đi dùng một bữa cơm sau khi ông xã tôi trở về thì nói hình như ông nội không được yên ổn lắm Đến lúc em phải ra mặt rồi Tôi nói nếu em đến khuyên ông nội Ông nội nhất định sẽ nể mặt em Nhưng mà em khuyên như vậy Không giải quyết được nguồn gốc của vấn đề Như vậy cũng không được Tôi nói để em suy nghĩ Sáng ngày thứ tư Tôi thật sự trong thoáng chốc Thì 4 giờ sáng đã tỉnh thức dậy Tôi liền nghĩ để tôi viết lá thư cho ông nội tôi vừa viết vừa hồi ức lại hai mươi năm nay cha chồng mẹ chồng đối xử với tôi như thế nào cha chồng đối với tôi tốt biết bao nhiêu cho dù chúng tôi làm gì đi nữa trước nay cha chồng chưa từng nói với chúng tôi một chữ không tôi càng nghĩ bản thân cũng ngồi đó rơi lệ sau đó khi ông xã thức dậy rồi tôi liền nói em đã viết một lá thư cho cha rồi anh nghe thử nhé tôi đọc cho anh ấy nghe sau khi nghe xong mắt anh ấy cũng đỏ lên sau đó liền nói Đi mau chóng gửi thư cho cha Hai chúng tôi liền chạy về nhà Gửi lá thư cho cha xong Chúng tôi đi làm Sau này bà nội nói rằng Sau khi cha đọc lá thư xong Đã rớt nước mắt Từ đó về sau Cho dù là bà con đến thăm Hay là hàng xóm đến chơi Thì lấy lá thư đó dãy cho người khác xem Mấy ông xem con dâu thứ hai viết thư cho tôi nè Còn giảng giải chi tiết nữa Bà nội nói cha thường xuyên ở nhà mở lá thư ra xem đi xem lại sau này mẹ nói đây thật sự là việc làm trong một năm rưỡi trước khi cha qua đời thật sự đã trải qua những ngày tháng bình yên nhất lá thư đó viết như thế nào vậy tôi cũng có viết vào quyển sách này đây cũng là lá thư của ba năm trước khi tôi chưa học văn hóa truyền thống nhưng mà vì tác dụng của lá thư này cho nên tôi muốn chia sẻ một cách đơn giản với mọi người ở đây tôi viết như thế này cảm ơn tôi nói cha nhớ khi con chỉ mới mười mấy tuổi thì đã gặp được một ông lão hiền từ như cha vậy cũng là cha đã dẫn dắt con đến ngôi nhà hạnh phúc này cho con có được hôn nhân một đời mỹ mãn và đứa con trai khỏe mạnh thành tựu sự nghiệp hôm nay của con cả nhà đối với sự lương thiện tính tình của cha đã yêu thương con cháu và mẹ rất ít người nói ra nhưng mà trong lòng chúng con biết công ơn dưỡng dục của cha và tất cả những gì cha đã cho đi trong lòng của con cha là một vị ân sư từ phụ rất tài giỏi đặc biệt là khi còn trẻ chúng con thường nổi giận khi không nghe lời của cha mẹ cha chưa từng quán trách chúng con cha thương chúng con hơn cả mẹ đã cho chúng con không gian khôn lớn mênh mông những điều này chúng con mãi mãi khó quên được cho nên cha bây giờ cha đã 80 tuổi rồi chúng con làm sao nỡ làm cha khó chịu đau lòng nổi giận chứ những năm nay bởi vì lấy cớ bận rộn rất ít khi quan tâm đến cha mẹ chúng con đã có lỗi với cha mẹ rồi Mỗi lần nghe điện thoại cha mẹ gọi đến Nếu như không phải là sức khỏe của cha mẹ không tốt Thì chúng con cảm thấy mọi chuyện đều rất tốt Rất sợ sau khi cha mẹ sinh bệnh Khi cả nhà cùng ngồi nói chuyện với nhau Khó tránh khỏi việc thừa một câu thiếu một câu Trước này chúng con cũng không suy nghĩ nhiều Tùy tiện nói chuyện Luôn cảm thấy không có ác ý gì Đóng cửa lại Chúng ta là người một nhà Cho nên cha Xin cha đừng để tâm cha là người cha đáng kính của chúng con sau này chúng con có nói sai lời làm sai việc đặc biệt là con cháu càng không có chừng mực cho dù thế nào cha nhất định nhớ rằng con cái của cha mãi mãi kính ngưỡng và yêu quý cha cha mẹ đi lại không thuận tiện cha vẫn luôn tận tâm chăm sóc cho mẹ làm cho mẹ vui làm mẹ hài lòng trong lòng chúng con hiểu rõ cả một đời này làm được như cha là chuyện người thông thường khó có thể làm được khi cha nổi giận mẹ vừa căng thẳng vừa lo sợ chúng con hiểu rất rõ cũng thật lòng chúc nguyện cho cha mẹ êm ấm cả một đời có một kết cục mỹ mãn cho nên cha mẹ phải thật sự bảo trọng cha phải chăm sóc cho mẹ nếu như cha hoặc mẹ mất đi chúng con không biết sẽ buồn bã bao lâu nữa cha làm con dâu cha con thực sự muốn nói một câu cha nên hưởng thụ tuổi già thật vui vẻ bởi vì con cháu của cha rất tài giỏi cha và mẹ cũng phải chăm sóc lẫn nhau tán thưởng cho cháu trai cháu gái của cha mẹ ngày một khôn lớn thành người cả nhà chúng ta sẽ hạnh phúc biết bao cha sẽ càng vui vẻ hơn chúc cha năm mới khí vận mới khỏe mạnh trường thọ con dâu ngày 27 tháng 1 năm 2006 chính là lá thư này sau này tôi còn viết thêm một đoạn trong quyển sách tôi nói một người một gia đình gia đình của mình và gia đình của ông xã một ngày nào đó cũng sẽ cấp giữ lời chào hỏi và bận lòng nhau sự cung cấp và chăm sóc của đôi bên thật sự là một kỷ niệm đáng quý khó có được lúc sinh thời cho nên lúc đó tôi thực sự cảm thấy được nên viết lá thư này cha đã vui như vậy một năm sau đó cha chồng tôi bị bệnh bị ung thư dạ dày trong nửa năm đó cả gia đình thật sự cũng dốc hết toàn lực để chăm sóc cho cha nhưng mà chúng tôi cũng không thể giữ cha ở lại chính là tối hôm đó. Ngày 7 tháng 6 năm 2008 Chúng tôi đều ở bên cạnh cha Ông xã và con trai tôi nói Xem em mệt như vậy Về nhà ngủ một giấc đi Cha con anh cũng sẽ về sớm Tôi nói Được rồi Tôi liền tạm biệt cha và trở về nhà Kết quả là sau khi về nhà vốn dĩ nghĩ nằm xuống là ngủ ngay Kỳ lạ làm cách nào cũng không ngủ được Đã hơn 12 giờ đêm rồi Tôi liền gọi điện thoại Ông xã không bắt máy Tôi đã nhắn tin cho con trai Tôi nói con ơi mẹ không ngủ được Mẹ muốn đến thăm ông nội Không bao lâu sau Con đã trả lời tin nhắn của tôi rằng Con sẽ đón mẹ liền Thì tôi biết tình hình không ổn rồi Thật sự tôi nghĩ cha đối xử với chúng tôi tốt như vậy quan tâm như vậy đã dùng cách thức này để từ biệt tôi tôi nhanh chóng đến bệnh viện cha đã ngừng thở rồi khoảnh khắc đó thoáng chốc khiến tôi nhớ lại ba ngày trước cha kêu tôi đến bên cạnh nói với tôi lưu phương con qua đây cha dặn dò con hai chuyện chuyện thứ nhất là phải chăm sóc sức khỏe của bản thân thật tốt Rốt cuộc con muốn kiếm bao nhiêu tiền? Tôi muốn giải thích, lại không tiện giải thích. Tôi nói dạ con biết rồi thưa cha, chuyện thứ hai, bảo vệ cho cháu của cha thật tốt. Cho nên khoảnh khắc đó tôi liền nghĩ, vào những ngày cuối cùng của cuộc đời cha, bản thân cha có cảm nhận. Cha kêu tôi đến trước mặt. Không để lại lời trăng trối gì chỉ là lo lắng cho thế hệ sau của cha vẫn là thế hệ sau của cha cho nên tôi rất nhớ cha vào ngày thứ ba làm lễ truy điệu mới sáng sớm tôi đã đến nhà tang lễ tôi nhớ cha đi qua hai phòng nơi hoàng thi thể lại thì tôi đã nhìn thấy cha rồi tôi cảm thấy cha nằm rất thanh thản tôi còn đến sờ mặt giúp cha chải tóc giúp cha trang điểm lúc đó nghĩ đừng để mẹ nhìn thấy khuôn mặt trắng bệt của cha như vậy nhưng mà tôi lại đứng ở trước mặt của cha tôi nói cha những gì cha nói con nhất định làm được và con cũng sẽ chăm sóc cho mẹ tốt hơn nữa chúng tôi đã đưa tiễn cha của chúng tôi như vậy sau này chúng tôi vẫn luôn sống trong những ngày tháng nhớ nhung có rất nhiều việc rất hối hận quên mất phải dắt cha đi đâu đó rồi có lần tôi đã quên không tranh thủ chạy lại bên cha để làm cho cha việc này việc nọ đã quên rất nhiều việc không còn kịp nữa rồi cho nên tôi đã nói với nhiều người bạn trên đời thật sự có hai chuyện không thể chờ đợi một là hành hiếu hai là hành thiện. Nhưng lúc cha mẹ của chúng ta, cha mẹ chồng của chúng ta, trưởng bối của chúng ta vẫn còn, chúng ta hãy làm thêm một số việc nhỏ này đến việc nhỏ khác. Thật sự, đừng để những bi kịch, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Con muốn nuôi mà cha mẹ chẳng đợi này, không ngừng lặp lại bên cạnh chúng ta. Cảm ơn mọi người. Cho nên tôi cảm thấy làm con dâu cũng thật sự phải cung kính và hiếu thuận thì có thể duy trì sự hòa thuận trong một gia đình đã là mẹ chồng rồi tôi cảm thấy cũng không làm được gì nhiều những năm chung sống với con dâu tôi cảm thấy là anh chị thông gia đã dạy con rất tốt sinh ra trong một gia đình giáo dục rất quy tắc vô cùng có lễ độ thật sự có thể nói là một cô gái tốt ngoan ngoãn biết nghe lời và bây giờ ông xã tôi cũng nói rằng chúng ta thật có phước có một đứa con ngoan như vậy bước vào nhà chúng ta có lúc tôi không ở nhà bên thâm quyến mọi người ở nhà đều nói ủi đồ xong hết rồi lau giày da sáng bóng rồi là con dâu làm đó cho nên rất nhiều việc làm tốt của tôi vô tình đã truyền lên người của con dâu rồi vì vậy chúng tôi cảm thấy rất vui vẻ, yên tâm. Cho nên những ngày tháng sau này tôi nhất định làm thật tốt, không ngừng tu thân và sửa đổi bản thân, không ngừng làm một tấm gương tốt để thành toàn cho một gia đình tốt như vậy của chúng tôi. Được rồi, còn một chút thời gian nữa, xin được chia sẻ ngắn gọn về doanh nghiệp. 13 năm nay, gây dựng doanh nghiệp này Tôi nghĩ làm đến hôm nay bởi vì bên cạnh tôi có rất nhiều bạn bè, họ vốn dĩ cũng xem thường tôi, họ đã nói Lưu Phương mà còn biết làm ăn thì thật là thú vị, nói tôi không có đầu óc kinh tế gì cả, không hiểu biết gì về kinh doanh. Nhưng mà tôi cảm thấy 13 năm nay, một số cách làm của tôi ở gia đình nhỏ đã thay đổi thành gia đình lớn. Đã thay đổi rồi, chính là đối xử với nhân viên giống như con của mình. Có lúc tôi thường tự hỏi tôi nên đối xử với nhân viên như thế nào? Tôi lại hỏi, nếu như những việc này xảy ra với con trai của mình, tôi nên làm thế nào, nên dạy dỗ thế nào đây? Cho nên 13 năm nay, những cảm nhận của tôi về doanh nghiệp này. Thứ nhất, điểm quan trọng chính là sự nhiệt tình của tôi đối với sự nghiệp này, biểu hiện ở hai phương diện. Trước kia tôi mở thẩm mỹ viện vì tôi cảm thấy ở nhà buồn chán. Tôi liền nói với ông xã rằng em muốn ra ngoài làm việc gì đó lúc đó ông xã tôi còn nói xem em có thể làm được gì anh ấy cũng có chút xem thường tôi sau này để an ủi tôi anh ấy đã mua ba cơ sở thẩm mỹ diện cho tôi mua ba cơ sở thẩm mỹ diện rồi có một cơ sở không bao lâu sau đã đóng cửa tôi liền nói xem ra việc kinh doanh thật sự không dễ còn hai cơ sở cũng sắp đóng cửa cố gắng thêm chút nữa không ngờ là một vị khách đã thành toàn cho tôi có một hôm tôi cũng đã đi thẳng vào thẩm mỹ viện Có một vị khách 32 tuổi bước vào cửa liền nói Tôi ly hôn với chồng rồi, cô giúp tôi với Cô xem vết thâm trên mặt tôi Tôi phải sống tiếp nữa Tôi vừa nghe nghiêm trọng vậy sao Tôi hỏi sao cô lại ly hôn với chồng vậy Cô ấy nói cô mau giúp tôi đi Buổi tối hôm đó tôi đã về nhà chia sẻ sự việc này với ông xã Tôi nói sao khuôn mặt quan trọng như vậy Cô đó đã nói như vậy Thật ra lúc đó ông xã tôi thật sự rất sáng suốt. Buổi tối hôm đó anh ấy đã nói với tôi rất nhiều, trước đó vì sao tôi làm không tốt, thậm chí anh ấy còn giúp tôi xem xét, anh ấy cũng không quán trách câu nào. Buổi tối hôm đó anh ấy nói, việc chúng ta làm không phải là việc thương mại như anh, chúng ta đóng cửa thương mại rồi, nhiều nhất là có thể lưu lại một số sản phẩm, mà bây giờ việc em đang làm cho chị em phụ nữ, khuôn mặt đối với họ quan trọng như thế nào, thế nào đó, đối với tâm tình của họ là như thế nào đó em phải cố gắng hơn vừa nói xong tôi cảm thấy anh ấy không nói nhiều về tôi tôi đã ghi nhớ rất rõ ràng từ đó về sau tôi rất chịu khó và cố gắng để thực nghiệm một sản phẩm trang điểm thật sự làm cho da mặt tôi tan nát toàn bộ lại phục hồi da lại từ đầu đã viết rất nhiều nhật ký công việc dùng mặt để làm dạy thí nghiệm tôi đã giải quyết được rất nhiều vấn đề trên da mặt của khách sau này tôi còn trở thành chuyên gia sắc đẹp Nhưng mà trong quá trình kinh doanh của tôi Tôi phát hiện sức khỏe không tốt sẽ ảnh hưởng đến da mặt Phải bắt đầu điều chỉnh từ luật phủ ngũ tạng Lại đi khắp nơi học hỏi Trước 40 tuổi chưa từng đi xa Sau này ông xã lại dắt tôi đến các thành phố Lại đi nước ngoài để học tập Ông xã ở bên cạnh cũng vào giúp một tay Từ đó về sau không ngừng mở chi nhánh lượng khách càng ngày càng nhiều. Sau khi tôi phát hiện vấn đề từ sức khỏe, tôi liền nói từ dưỡng nhan đến dưỡng sinh, trời ơi, lại có một khoảng thời gian, tôi cảm thấy tôi lại có một nhận thức mới mẻ, người phụ nữ rất hay nóng nảy, vấn đề tâm lý là mấu chốt. Tướng do tâm sinh, từ dưỡng nhan đến dưỡng sinh đến dưỡng tâm, tôi đã mở rất nhiều giảng đường cho phụ nữ. Đại giảng đường dưỡng tâm, giả lại tôi thật sự phát hiện, sau này khi da mặt của các cô gái đều được giải quyết xong Mà khi có rất nhiều khách đến tìm tôi Đều là ông xã có chuyện gì chuyện gì đó Con cái có chuyện gì chuyện gì đó Trong lòng của họ quốc ức như thế nào Đều là từ những phương diện này Cho nên về việc này Tôi cảm thấy cảnh giới của tôi đã được nâng cao Rất có ích cho cuộc đời của tôi Nhìn thấy một số vấn đề của người khác Chính là tố cáo bản thân mình Hình như hôm nay trưởng phòng trương nói khi nhìn thấy người khác sai Dùng cái sai của người khác để hoàn thiện bản thân bạn Làm cho bản thân được nhiều lợi ích Cho nên trong khi thành tựu cho khách Đồng thời cũng là thành tựu bản thân mình Khiến tôi càng ngày càng yêu công việc này Có một người khách Đây là chuyện của 7 năm trước Sau khi cô ấy bị ung thư Vẫn làm hội lý cho nhà chúng tôi Sau cùng cô ấy không thể đến nữa ông xã cô ấy gọi điện thoại cho nhân viên của chúng tôi nói có thể để các cô gái phương tử đến bệnh viện để làm đẹp lần cuối cho chị lý không lúc đó tôi đi công tác bên ngoài sau khi nghe xong tôi nói các con đi mau mang theo tất cả đồ dùng và mỹ phẩm sau khi hai cô gái làm cho chị lý xong rồi khuôn mặt rất sạch sẽ đã rơi nước mắt nói không nên lời dễ tay chào tạm biệt các cô gái bảy ngày sau chị lý đã rời khỏi cõi trần gian cho nên khi người khách này đang trong giờ phút hấp hối của cuộc đời nhớ đến các cô gái phương tử nhớ đến thẩm mỹ diện phương tử nghĩ đến vẻ đẹp của mình tôi cảm thấy với chúng tôi là sự tín nhiệm và yêu thương to lớn biết bao lúc đó trong một quyển tạp chí trong quyển tạp chí thẩm mỹ phương tử tôi đã viết một bài văn chính là mang yêu thương khắc sâu vào tâm của mỗi một vị khách từ đó về sau thẩm mỹ diện phương tử của chúng tôi dùng yêu thương để truyền trao dùng tâm để truyền trao Hiện nay hội viên của chúng tôi tính đến hàng ngàn hàng dạng. Nhiều nhất chính là chúng tôi có một hoàn cảnh như vậy. Có được một số cô gái phương tử đã che chở tâm linh của họ, tôi cho rằng rất có giá trị. Bây giờ học đệ tử quy, chúng tôi đã truyền trao rất nhiều đĩa đệ tử quy cho các vị khách. Điều thứ hai, tôi cảm thấy sự thành tựu một tập thể các cô gái phương tử yêu thương các cô gái như thương con mình vậy. Người xưa nói, vua xem thần như thủ túc, thì thần xem vua như tim gan vua xem thần như chó ngựa thì thần xem vua như người dân vua xem thần như cỏ đất thì thần xem vua như giặc thù cho nên chúng tôi làm thế nào để giải quyết tốt mối quan hệ với nhân viên đạt đến thân mật như vậy mới là mấu chốt thành tựu sự nghiệp của chúng tôi điều này biểu hiện càng rõ ràng hơn cho nên chúng tôi chỉ một lòng muốn nuôi dưỡng những đứa trẻ khôn lớn mấy đứa trẻ đều nói trong bộ đội giải phóng quân là nuôi dưỡng chiến sĩ và tướng quân giải phóng. Còn phương tử là trường học nữ sinh, chính là nuôi dưỡng cô gái tốt, nữ sinh tốt. Các cô gái phương tử của chúng tôi cũng thật sự ở nơi này từng bước từng bước trưởng thành. Những nơi các cô đến thật sự đã để lại rất nhiều sự quan nghênh và tiếng cười, đặc biệt là ở thâm quyến. Khách hàng đều nói, trời ơi, ở một thành phố bận rộn như thế này mà có một cõi tịnh độ như vậy. Sự yêu thương của chúng tôi dành cho nhân viên cũng thật sự nhận được rất nhiều tín nhiệm của phụ huynh với chúng tôi. Ở đây tôi có một lá thư của phụ huynh. Chị ấy viết: Chị Lưu Phương tôn kính, tôi tên là Hoàng Thúy Hồng, là mẹ của nhân viên Sở Minh chi nhánh 21. Tết Trung Thu năm nay khi tôi nhận được thư và bánh của chị gửi đến Tôi đã cảm động rơi nước mắt Là một tấm lòng xa xôi ngàn dặm của chị Lại lần nữa nhận được tiền cứu mạng của chị gửi đến Cả nhà chúng tôi vô cùng cảm động Trong lòng vẫn mãi không thể lặng yên Nhân đây xin nói một tiếng cảm ơn chị Chị gửi đến không chỉ là tình và nghĩa mà là sự an ủi tâm lý rất lớn đối với một người sắp bị ma bệnh cướp lấy sinh mạng như tôi đây cả đời này tôi mang ơn chị khi tôi nhận được thư và bánh trung thu của chị tôi cảm thấy chị là một người thiện phú quý bận rộn với trăm việc mà chị còn nhớ đến nhân viên và người nhà của họ chị gửi đến không chỉ là một hộp bánh trung thu và tiền cứu mạng mà đã gửi một tấm chân tình chị có biết không tấm chân tình này đã cho tôi dũng khí tiếp tục sinh tồn đã cho tôi lòng tin đấu tranh với con ma bệnh Tôi sẵn lòng quên đi ngày tháng đau khổ khó chịu. Cuối năm 2006, tôi khám ra bệnh máu trắng cấp tính, đã vào bệnh viện trung tâm thành phố Lai Dương. Tháng 6 năm 2007, với sự giúp đỡ của bạn bè thân thích, tôi đã làm phẫu thuật cái ghép tế bào. Tôi tưởng rằng đã có thể khống chế được mầm bệnh rồi, nhưng mà không ngờ đến tháng 9 lại tái phát, nhập viện lần nữa tôi rất muốn từ bỏ trị liệu chết đi cho xong nhưng mà khi tôi nghĩ đến con cái nghĩ đến cha mẹ đã nuôi dưỡng tôi và anh chị em của tôi nghĩ đến người tốt như chị nếu như tôi dùng cái chết để giải thoát thì có lỗi với những người quan tâm giúp đỡ tôi tôi phải kiên cường mà sống tiếp cho dù một ngày hoặc là một tháng chị lưu à tôi biết chị là một người tốt con gái của tôi làm việc ở chỗ chị Tôi rất yên tâm Thứ lỗi cho tôi có một việc nhờ cậy Nếu như tính mạng của tôi có gì bất trắc Xin chị hãy chăm sóc tốt cho con gái tôi Hy vọng chị có thể xem nó như con gái của chị Mà nuôi nấng thành người Dạy nó làm sao làm người làm việc Để nó làm việc thật tốt Để nó tận chút sức lực Làm doanh nghiệp phát triển và lớn mạnh Tôi thì không có văn hóa gì Giết không được tốt Xin chị thứ lỗi theo tập quán của quê nhà nên có chút quà để đáp lễ cho chị. Nghĩ đi nghĩ lại không có quà gì thích hợp. Tôi đã tìm người vẽ một bức tranh cát lợi, muốn dùng tranh này để chúc phúc, chúc gia đình chị an khang, chúc chị sự nghiệp đại cát đại lợi, chúc người tốt như chị cả đời bình an. Năm 2008, Hoàng Chính Mậu, Hoàng Thúy Hồng. Đây là một người mẹ, mẹ của nhân viên trước khi Lâm Chung đã quỷ thác tôi. Sau đó tôi cũng đã viết thư trả lời Lúc đó có hơn 600 cô gái Tôi nói hơn 600 cô gái này đều là con gái của tôi Tôi sẽ làm theo yêu cầu của chị Nuôi nấng sở minh khôn lớn thành người Sau này người mẹ mất rồi Tôi vẫn luôn chăm sóc cho đứa trẻ này Thật sự là một đứa trẻ rất tốt Vì vấn đề thời gian không tiện nói nhiều Nuôi dưỡng các cô gái phương tử Vừa vào cửa nhất định phải đoan trang Chúng tôi đã dạy đúng Chúng tôi dạy các cháu đi thế nào Ngồi thế nào, đứng thế nào Hình tượng của một người con gái Ngày nay khi tôi học được Nữ luận ngữ của người xưa Mở đầu của phần lập thân là gì Đi không ngoái đầu, đi không ngoái đầu Nói không hở môi Ngồi không nhịp gối Đứng không lắc lư Chui không cười lớn Giận không to tiếng Lúc đó chúng tôi đã dạy cho các cô gái phương tử như vậy Phải trải đầu như thế nào Phải trang điểm như thế nào Mới có vẻ lịch sự tao nhã Làm thế nào để lòng mình bình thản và lương thiện Sau đó làm sao đối đãi với khách hàng Cho nên sau khi học tập nữ luận ngữ rồi Tôi có rất nhiều cảm xúc Không chia sẻ được nhiều hơn nữa Sau cùng cũng là tặng cho các chị em bốn chữ Một chữ lễ, một chữ kính, một chữ nhu, một chữ thuận chúc những ngày tháng sắp tới của chúng ta tu thân tề gia trị quốc và bình thiên hạ thật tốt cá nhân tôi cũng sẽ cố gắng người ta nói một người phụ nữ tốt hạnh phúc ba thế hệ chúng ta không chỉ muốn hạnh phúc ba thế hệ còn phải tận sức của mình để thành tựu hạnh phúc của nhiều gia đình hơn được rồi xin cảm ơn các vị lãnh đạo